Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng nha. Thưa em, hôm nay thì chị cũng có coi trên mạng về thầy Thích Minh Tuệ đi đâu, chị cũng theo dõi hết. Nhưng mà chị Tư, cô Tư cũng thấy là có một số sư cô theo thầy gọi phát cái gì đó, nên có một anh chàng YouTuber và một cái vị Phật tử đó mới hỏi mấy cô sư cô đó mục đích của mấy cô theo thầy Thích Minh Tuệ để làm gì. Thì có cô sư cô đó đứng lên để trả lời là bà cũng bắt chước là xưng con như Thích Minh Tuệ, mà bà nói là tụi con đi theo thầy Thích Minh Tuệ, tụi con không có nhận đồ vật chi hết, chỉ thấy thầy Thích Minh Tuệ đang nổi tiếng nên tụi con theo để cho cộng đồng mạng người ta biết tụi con. Mà mấy cô đó thì xưng là đạo là nhân quả gì đó. Thưa quý vị, bây giờ đạo này nó nổi lên nữa rồi quý vị ơi, đạo nhân quả nổi lên nữa đó quý vị. Nhưng mà khi tôi học đạo đó thì tôi chỉ nghe là Đức Phật Thích Ca ngày xưa hay Đức Huỳnh giáo chủ là biết, cho biết là lực nhân quả thì có, chứ đạo nhân quả thì hồi đó giờ chưa bao giờ nghe, chỉ bây giờ mới nghe mấy cô sư cô này xưng là đạo nhân quả. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật ngày xưa hay là Đức Huỳnh giáo chủ bảo luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của ngài thông thả. Nay đuốc huệ từ bi đã gọi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Chứ không có đạo nhân quả mà chỉ có lực nhân quả mà thôi. Bây giờ họ chế ra nhiều đạo quá, không biết đường đâu mà gờ. Nên quý vị hãy nhận nghiệm xét hai đường tà chánh. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng, đời hạ quân mạc tặng này, theo tôi nghe ông Thánh ông nói chỉ có ba ngôi ra mặt thôi. Một là đạo Phật, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Thống Nhất là chỉ có một thôi. Hai là Thiên Chúa giáo, ba là Cao Đài giáo. Mà ngày xưa cái ông Cao Đài đó, ông có bốn câu kệ, xin tạm đọc quý vị nghe. Minh Sơn đạo thờ kỳ mã kiếp, thức tỉnh đời cho kịp long qua. Mấy cao cả càng khôn nắm chủ quyền, Đài Sơn hiệp tác để khai thiên. Chủ quyền đây là bên đạo chứ không phải bên quân sự nghe quý vị, nghe cho kỹ nha. Đài Sơn hiệp tác để khai thiên, giáo minh chân lý mau quay lại, chủ yếu tu hành tác Phật tiên. Thưa quý vị, ở đất nước Việt Nam chúng ta là có 16 đạo mà được, có tư cách pháp nhân được nhà nước thừa nhận. Còn đạo nào mà không có được nhà nước thừa nhận thì quý vị hãy xem cho kỹ nha, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh nha. Tại vì Đức Huỳnh giáo chủ cho biết là bây giờ tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Đó, chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sau cao quý. Mấy bà này, mấy bà xưng là mấy bà không nhận tài vật. Có một cái anh đó, anh hỏi, ủa sao cô nói cô không nhận tài vật mà trong mình cô laptop có nè, điện thoại hàng sang có nè. Thì bà nói là Phật tử cúng cho bà. Rồi quý vị thấy lấp liếm không? Nếu không nhận thì không nhận hết, chứ sao không nhận tiền mà nhận laptop. Bị laptop nó tới mấy chục triệu luôn, tiền thì mệnh giá có vài trăm ngàn à. Đó, thành thử ra quý vị thấy không? Rồi thêm hai vị nữa mặc đồ trắng, đi vô cầm máy quay cả cái chỗ thầy Thích Minh Tuệ. Nói thêm về chỗ bà sư cô này, tối á, thì bà đợi cho sư Thích Minh Tuệ nghỉ, rồi mấy vị mà theo phò Thích Minh Tuệ đó thì bà quay. Nhưng mà bà đi ngủ á, thì bà đi khách sạn bà ngủ. Đó, rồi có hai vị mặc đồ trắng đến thì móc máy quay ra quay, mà người ta quay lại thì cấm không cho. Nói ai mà đưa tôi lên mạng là tôi thua. Ủa sao mà vô đó quay ra làm chi, người ta quay lại không cho. Rồi bị công an đuổi, cộng đồng mạng mới xua đuổi. Anh lệnh trình với công an, công an cũng phát tay kêu anh đi ra. Hai anh đó đi ra thì bước lên chiếc xe màu đỏ, tự xưng là mình ở Vũng Tàu tới. Thưa quý vị, Đức Huỳnh giáo chủ cho biết là trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Đó. Nhưng mà quý vị hãy nhận định thấu đáo lên, đạo nào mà có tư cách pháp nhân được nhà nước thừa nhận thì đạo đó là đạo chánh. Còn nếu không có được nhà nước mà thừa nhận thì tự xưng á, thì xẹp thôi, không có làm được gì thầy Thích Minh Tuệ đâu. Tại vì ngài đã có sứ mạng rồi, mặc dầu ngài đi không có giảng pháp nhưng mà ngài đã hành pháp. Cái người mà nói pháp không bằng người nghe pháp, mà người nghe pháp lại không bằng người hiểu pháp, mà người hiểu pháp không bằng người giữ pháp.
Thành thử ra mình phải nhận thiệt thấu đáo. Tại vì Ngài Thích Minh Tuệ, Ngài đã có sứ mạng để đi theo hạnh đầu đà của Đức Phật ngày xưa, nên Ngài ai hỏi thì Ngài xưng con, Ngài trả lời thôi, chứ Ngài không nói pháp, nhưng mà Ngài đã hành pháp rồi quý vị. Nên thế giới này người ta mới kính ngưỡng Ngài. Có một anh chàng ở nước ngoài về, rồi lại tỉnh sư Minh Tuệ, rồi Ngài cho một cái nồi cơm điện, mà Ngài đó đem về bên nước của Ngài thì để vô cái viện bảo tàng quý vị. Quý vị thấy không? Ai làm được chuyện này? Chỉ có bậc thánh nhân công lao chẳng chán, huống chi ta nào dám than gian. Thấy đời mê chưa gõ Phật đàn, nên tỏ ý khắp nơi đặng biết. Bây giờ á, mình á, là quý vị bây giờ cộng đồng mạng quý vị đã sáng suốt dữ lắm rồi, không ai lừa quý vị được nữa đâu. Dầu cho họ á, dầu ai tài phép bài phê ham linh ham nghiệm thì sợ em ăn nghèo thôi, mà lựa cho phải cột phải kèo phải dây phải dế mà theo kẹo lòng. Rồi ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh mới khỏi lâm khổ hình, phải không quý vị? Nên quý vị muốn đắc mình mà muốn đắc quả, muốn thành chánh quả, trước nhất phải nuôi cha giữ mẹ cho tròn. Quý vị mà có hiếu với cha mẹ là quý vị đã đoạt 50%, cộng với quý vị niệm Phật nữa thì quý vị là phước huệ song tu, đồng chân bị ngạn. Thưa quý vị, hổng dài thì người ta báo là chùa am rực rỡ chớ lầm là nơi danh lợi vực thầm thế gian. Bây giờ họ ế lắm rồi, họ không có còn thu nhập được nhiều nữa, thì bây giờ họ bày ra cái đạo khác để họ kiếm cách, tìm cách để mà dụ nữa, nhưng mà dụ không được đâu. Bây giờ quý vị, người ta thông minh trí tuệ rồi, dụ không được đâu. Tại vì có ông Thích Minh Tuệ nào ông ra đời, ông đã truyền pháp rồi, thành thử ra khó ăn lắm quý vị. Thưa quý vị hãy trở về nội tâm đi. Quý vị ngồi ngay gia đình của mình đi, lúc nào cũng phải có Phật. Mình ngồi ở đâu là tâm mình chủ ở đó. Ngày xưa tôi xin đọc lại cái quyển kinh mà Phụ Mẫu Ăn Trọng Kinh của Đức Phật Thích Ca cho quý vị nghe nha. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung, chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28,000. Lại cũng có các hàng Bồ Tát ngụ tại đây trụ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đệ tử Nam Phương tiến hành đấu bắt lộ, đành gành mắt ngó núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn liền bước đến nơi, lại luôn ba lại rồi gơ giọt hồng. Đức A Nan mũi lòng tha thiết, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật bài tường. Ngài là từ phụ ba phương bốn loài rồi, cớ sao Ngài lại đóng xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đứng đầu dài công, bởi chưa biết đục trong mọi lẽ. Nay vì ngươi ta tỏ đuôi đầu, đóng xương dồn dập bấy lâu, ta xem trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, lưng hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái là kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đóng xương hỗn tạp thổng thừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt hàm, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đó. Đức A Nan mới mũi lòng ái ngại, biết làm sao mà lựa được chẳng sai, vội vàng xin Phật giải bài. Vì khó lựa được gái trai lúc này, hồi đương tiền thì dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi gã sát tiêu hình, xương ai đang như nấy khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng, đàn ông thì xương trắng nặng quần, đàn bà đưa xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, nuôi con ba đấu quyết ra, bốn học tám đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy thân hình, nuôi con ba đấu quyết ra, bốn học tám đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân xác, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vị bi ai, xót thương cha mẹ công dài dưỡng nuôi, Ngài mới quỳ xuống và lại với Phật, xin Phật dạy bài cho tụi con biết thế nào để báo hiếu mẹ cha. Thì Đức Phật nói này, A Nan, dầu tay phải nhà ngươi cổng cha, tay trái nhà ngươi cổng mẹ đi nữa, dầu có đi hết hòn núi Tu Di, qua tới năm này tháng kia cũng không đền được cái ơn phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Hai câu sau là của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy. Nên chúng ta hãy trở về nội tâm, hiếu dưỡng cha mẹ, rồi bắt đầu mình kính một vị Phật nào mà chân chánh thì kính. Như ngoài Bắc quý vị là bây giờ có vĩ nhân xuất hiện đó, thành thử ra nên Đức Thầy mới khẳng định vào cái năm thìn này đó,
Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, là vận chuyển một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị Lâm Phàm xuống đây để dạy cho mình cách tu đúng và cách tu sai. Giữa hai người tu và một thợ tu và một thầy tu. Đó. Thành thử ra quý vị cũng biết rồi, bây giờ quý vị cộng đồng mạng hay niệm Phật từ hơi thở lên, mà nhất là ngoài Bắc của quý vị đó. Đó. Khi phong võ bất kỳ chuyển kiếp đó quý vị, thầy đã, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã cho quý vị biết trước là ngoài Bắc quý vị sẽ có người chuyển kiếp. Đó. Giống hồng lạ kim chi ngọc diệp, nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn. Nên dầu có sư cô nào sư gì đi nữa, quý vị cũng đừng nghe. Họ đến đó để mượn cái danh của Ngài Thích Minh Tuệ để họ truyền của họ thôi. Nhưng mà những cái đạo mà không được nhà nước thừa nhận là những cái đạo đó không có được tính. Tại vì đời mặt tận này chỉ có ba ngôi ra mặt thôi. Một cội xanh ba nhánh y nhau. Không phải người ta là đạo thánh mà ta tu đắc đạo thánh không. Không phải mình là đạo Phật mà tu đắc quả Phật. Tại vì mình ở trong cái đạo nào cũng vậy. Mình nếu mình làm cái hạnh nào mình sẽ đắc cái hạnh đó. Đó. Tôi ở đạo thánh mà tôi hành hạnh Phật thì tôi vẫn về Phật. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ biết cho viết như thế này. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa am làm gì. Nếu cái người mình muốn tu dầu không có chùa mình vẫn tu được. Thưa quý vị, chỗ này Đức Quỳnh Giáo Chủ viết có 12 chữ thôi. Nhưng mà quý vị giải ra là một sử đó nghe quý vị. Ngày xưa bên Trung Quốc có ông này ông tên là Bùi Hàng. Đến ngày cặp kê mẹ ông cưới vợ thì ông không chịu. Ông nói chừng nào mà cưới vợ tiên thì ông mới chịu. Thì mẹ ông nói bây giờ mày muốn thì mày đi tìm đi, chứ giờ tao biết tiên ở đâu mà cưới. Thì ông mới lấy cái tay nải á. Tại vì bên Trung Quốc hồi đó ta đi đâu ta ưa quải cái tay nải trên vai. Ông mới lấy 20 lượng vàng theo, bị gì nhà ông vào. Ông ăn hết tỉnh thành này qua tới tỉnh thành kia đúng 3 năm. Khi đó, ông hết tiền rồi thì ông đi chung mạng thiền với nàng Văn Kiều. Mà nàng này là chị ruột của nàng Văn Anh. Nàng Văn Kiều với nàng Văn Anh này là hai vị tiên đó quý vị. Thì Văn Kiều mới đọc được tâm tư nguyện vọng của Bùi Hàng là đi kiếm vợ tiên. Nên Văn Kiều mới nói là, này Bùi Hàng, Lam Kiều vốn thiệt nơi tiên ở, hà tắc làm gì mà ông đi qua kiếm tới Thiển Châu bên đây. Ông nghe tới đó thì ông không hiểu gì hết, anh ông làm thinh. Khi đó ông ăn hết tiền, ông mới thắt thiểu trong một cánh rừng thì bà tiên giả xuống. Này Bùi Hàng, nhà ngươi muốn kiếm vợ tiên à? Ông nói dạ, con muốn cứu vợ tiên. Thì bà lão mới nói, nhà ngươi lợi ngay chân cái cầu Lam Kiều đó đó. Có một cái bà lão bán quán nước trong đó mà nàng Văn Anh ở trong đó, nàng nó mới thật sự là tiên đó. Thì ông lợi ông kêu một ly nước. Bà lão mới kêu nàng Văn Anh bưng ly nước ra cho Bùi Hàng. Thì ông nhìn lên ông gặp nàng Văn Anh thì ông hết biết ông là ai rồi. Bị gì nàng đẹp quá tiên mà. Thì ông mới bước ra đường ông hỏi chứ nàng Văn Kiều này, ở nàng Văn Anh này có chồng chưa? Thì bà lão hàng xóm bà trả lời là nàng Văn Kiều này chưa có chồng. Nhưng mà cũng như có chồng rồi. Thì ông hỏi ủa sao ngộ vậy? Thì bà lão cho biết rằng tại vì mẹ nàng Văn Anh á có một cái cối ngọc. Mà bà ra điều kiện nếu ai đem cây chài ngọc lại làm xứng lễ cưới nàng Văn Anh thì bà mới gả. Chứ còn bao nhiêu tiền bạc thì bà không gả. Thì Bùi Hàng nói ở trên đời này làm gì mà kiếm được chài ngọc. Nên ông suy nghĩ hoài, ông mới nói thôi giờ trở lại cánh đồng mà bà lão cho mình biết đó. Hầu có khi bà lão sẽ giúp được mình, thì ông trở lại cánh đồng nữa. Thì bà tiên mới giả xuống, lấy Bùi Hàng. Ta cho nhà ngư một cây chài ngọc để nhà ngư làm xin lễ cưới nàng Văn Anh. Thì bà, ông đem lại. Thì bà lão chấp nhận là gả nàng Văn Anh. Nhưng mà chưa làm được vợ chồng gì hết. Thì khi bà lão bà có cái cối ngọc rồi, chài ngọc rồi. Thì bà kêu nàng Văn Anh, bà lão và Bùi Hàng qua cái cầu Lam đó đó. Giả thuốc trường sinh bất tử cứu người ta. Rồi mấy người đắc quả tiên bay về trời luôn chứ chưa làm vợ chồng gì hết. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ viết qua xong nhờ được cầu Lam. Tu hành nào đỡ chùa am làm gì. Dầu không có chùa mình vẫn tu được nếu mình quyết chí. Má. Chứ không phải quý vị lợi chùa mà quý vị tu được đâu. Phật tại tâm chớ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Hay là ở chùa chiền mới có. Tại vì người ta kêu gọi mình để người ta phỉnh gạt mình thôi. Đó. Nên quý vị hãy sáng suốt lên, dầu cái đạo nào mà có ra đời đi nữa. Thầy cho biết là các đạo tà mưu khéo âm thầm. Dân gắn chánh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên găng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sinh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Nà. Nên thầy mới nói ta chẳng phải dùng lời chuốt ngót mà làm cho dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biện lượng nhiều bề cho sanh chúng tìm nông cội gốc. Nà. Rồi mới lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ kéo sơn gia. Thì sau này đến nước lúc phong ba giông gió lớn cột kèo khỏi đại. À, rồi... À, theo để có gì để hỏi nữa không?
Dạ thưa cô Tư, con thấy là ông sư Minh Tuệ này á, là cái hạnh của ổng là ổng hành như vậy là quá tốt đẹp, cả trăm năm nay đâu có ai mà hành được như ổng, mà tại sao có những nhà sư để chỉ trích ổng là như thế nào, nhờ cô cho cộng đồng biết. Tại vì ổng ôm một cái nồi cơm điện của ổng để đập vỡ những cái nồi cơm mà của tà sư ngoại đạo gieo vào, đập vỡ những cái hạ thu nhập của họ, nên họ mới bài bác. Mà em nên nhớ rằng cái người chánh nhân quân tử thì người ta không có nệ là cái câu mà phỉ báng hay bài bác. Nên Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết kêu thần hay gọi bằng ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Đó, em thấy không, bây giờ ở bên Ấn Độ người ta còn xin visa về Việt Nam để đảnh lễ ngài. Ở kẻ xa thì mến đức ăn, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Đó, ai muốn khinh là khinh đi. Nhưng mà khi mà ông lập hạnh xong rồi, ông sẽ là ai thì quý vị chờ coi ha. Chứ tôi thì không dám biết. Tôi chỉ dựa theo lời Đức Phật với ông Thánh để tôi nhắc lời cho quý vị cảnh tỉnh thôi. Nên thưa quý vị, trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nó ông Phật ông nói y gan luôn quý vị. Xuống từng lớp, từng lớp, từng lớp. Quý vị thấy vài tháng là có chuyện lạ, vài tháng là có chuyện lạ. Nên nhưng mà quý vị ơi, tà không bao giờ thắng chánh đâu. Đó, nó xuống rồi nó cũng bị tiêu. Nên ông Thánh của mình ông cho biết là quỷ sử quỷ sạc kèo Phật chẳng bài trừ. Tức là cái lũ gian này nè, khi tụi bay mắc miếng ai mồi đỉnh chung rồi, tụi bay sẽ tự xử với nhau. Đó, khi mà xử xong dẹp loạn rồi đó thì Đức Phật, Đức Thầy mới về. Chừng nào Thầy lại gia chung thì trong bổn đạo mới bóng tùng phụ che. Trách dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Hết nhục rồi lại tới dinh, nghe không thì cũng mặc tình thế gian. Để cho dân sự lựng bàn, muốn tu thì phải chọn vàng lừa thau. Mà cá to thì phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông. Đó, bây giờ mình muốn tu cao nữa thì mình phải gặp một người trí tuệ như Thầy Thích Minh Tuệ của mình. Để làm gì? Mặc dầu ông không nói pháp nhưng mà ông là người hành pháp. Người ta làm đúng với bậc thánh nhân đã dạy. Thì những cái kẻ mà bài bác đó, họ chỉ là xàm xí thôi, họ không làm gì được đâu. Họ không có quấy phá gì được ông đâu. Nhưng mà theo ông để làm gì? Theo rồi sẽ quỳ lại ông để mà hối hận, để mà sám hối, để mà ăn năn. Đó, người ta không kêu gọi quý vị cúng dường, người ta không kêu gọi tất cả, nhưng mà người ta có tất cả. Dầu nồi cơm điện của mấy ông chỉ là đơn sơ, nhưng mà nồi cơm trí tuệ, nồi cơm này người ta sẽ được bao nhiêu người kính nể. Chứ không phải như cái túi tham đựng tiền của mấy ông sư tà. Tay mấy ông phân phát nhận tiền, miệng mấy ông cười te tét như nông dân được mùa. Mấy ông không nghĩ lại Phật tử, mấy ông không dạy người ta về nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn đi, rồi hãy trở lại tu. Như vậy mấy ông mới là người chánh đạo. Mà có một số ông sư chánh đạo nói nghe rất là hay. Ông khuyên những điều chánh lý ta khá dâng lời. Đó, Đức Thầy cũng cho phép quý vị đi chùa và kính lễ sư đàng hoàng nếu người nào chánh. Ngày xưa tôi có nghe cái ông sư ông nói mà cách đây 20 năm nha quý vị. Ông nói á, nếu ổng mà bây giờ không có đạo đó, ổng sẽ quy y theo Đức Huỳnh Giáo Chủ để mà tu. Nhưng mà ngặt gì ổng có đạo rồi, nên ổng không có thể quy y nữa. Tôi nghe ông đó nói tôi quỳ xuống tôi lại ông một lại. Tại vì đây là chánh nhân quân tử. Đó, cái người quân tử người ta giữ đạo chờ thầy. Còn cái kẻ tiểu nhân bằng tiện, cái người mà giả tu, thì họ chuyên môn là dụ người ta không, chứ họ không có dạy người ta điều chánh lý. Bản thân họ chưa biết điều chánh lý nữa thì họ dạy quý vị chỗ nào mà chánh lý được. Nên quý vị hãy nhận định thấu đáo lên. Quý vị mà nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn rồi đó hen, là quý vị đã có 50% công đức rồi. Rồi cộng quý vị niệm Phật nữa thì phước huệ song tu mới đồng chân bị ngạn. Theo em nhận xét có đúng không ạ? À? Dạ đúng. Thưa cô Tư, nhờ cô Tư cho biết thêm một con cháu có nghe là một cái chuyện là Đức Huỳnh Giáo Chủ của chúng ta là dâng lệnh Thế Tôn để xuống trần này giáo hóa chúng sanh, mà tại sao có người bây giờ nói là Đức Huỳnh Giáo Chủ là bằng ông sư Minh Tuệ hay không? Đó. Tại sao một vị Phật mà so sánh với một người phàm để đi hành pháp vậy? Thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ khi mà ngài lâm phàm đó, ngài dâng 5 sắc lệnh, 3 sắc mà 2 lệnh. Ta thừa dâng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Cái người mà nói ông Thích Minh Tuệ đi cực khổ vậy, còn Đức Huỳnh Giáo Chủ của chúng tôi không cực khổ. Thưa quý vị, 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày
Sao quý vị biết Đức Thầy tôi không cực khổ? Tụi Pháp nó dời Ngài đi hết chỗ này tới chỗ kia, không cho Ngài ở địa phương. Rồi bắt đầu cho Ngài uống axit, cho Ngài vô chuồng cọp, mà cọp nó gặp Ngài thì nó phải quỳ lại. Uống axit thì không chết. Chừa lỡ nửa ly, cho ông bác sĩ Trần Nhân Tâm mà bưng ly thuốc axit vô cho Đức Thầy uống. Thì ông uống nửa ly, còn nửa ly ông mới nói là: này bác sĩ, ông lo ông đi trị bệnh người ta không, chứ vợ ông ở nhà bệnh lưng, lương y mà ông trị không được. Nên tôi không thể uống hết, chừa lại nửa ly axit này để cho ông đem về vợ ông uống. Thì ông bác sĩ Trần Nhân Tâm mới nhận nửa ly axit đó, mới đem về hỏi bà Tâm: gì chứ bà ơi, bà thức ngủ vậy? Thì bà Tâm mới trả lời là thức. Nói bữa nay tôi gặp một cái ông đồng đạo thôn Hòa Hảo, tụi Pháp nó kêu tôi bưng axit lên cho ông uống, mà ông uống nửa ly thì ông chừa lại, ông biết bà là mang bệnh lương y nên ông để lại cho bà. Vậy bà có dám uống không? Thì bà Trần Nhân Tâm bà nói tôi dám uống. Thì bà uống ly axit đó vô thì bà khỏi bệnh quý vị. Tại sao quý vị biết là Đức Thầy tôi không cực khổ? 7 năm 10 tháng lại 7 ngày không được ở địa phương mà giờ đi đủ chỗ hết trơn, nào là đủ thứ hết. Tại sao ông cực khổ? Một vị giáo chủ nào ra đời cũng phải bị nhồi nhã xảy sàn hết, chứ không phải là không có. Mà thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta là đang hành cái hạnh mà cả 2580 mấy năm mới có một người đi cái hạnh này. Thì quý vị nhìn kỹ đi, Ngài là ai? Chẳng lẽ bây giờ tôi nói Ngài là một vị Phật hay vị Bồ Tát mượn xác phàm của Ngài đó, chi phong võ bất kỳ chuyển kiếp đó, hay là giống hồng lạc kim chi ngọc diệp nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn? Tại sao thầy Thích Minh Tuệ đi Ngài không giảng pháp mà Ngài là người hành pháp? Tại vì mỗi một người Bồ Tát, mỗi một người Phật đều có sứ mạng khác nhau, có sứ mạng lâm phàm khác nhau. Một người thì nói pháp, một người thì làm cho người ta quay đầu, một người, mỗi một người có công đức công hạnh và khác nhau. Chứ không phải như là quý vị tà mà quý vị đem lời phỉnh gạt nói làm sao để moi tiền Phật tử thì nó khác. Cái cả chánh đạo thì người ta không có đem lời mà ma mị để dụ mình, thưa quý vị. Nên mỗi một vị lâm phàm đều có sứ mạng khác nhau, quý vị đừng nên chê trách chỗ này mà mang tội. Nếu không hiểu thì cứ dựa cột mà nghe. Thưa quý vị, ngày xưa tôi nhớ có một ông vua nào đó, ông thấy cái đời ổng thì không có con trai để nối ngôi, nên ông mới tìm một cái người ở ngoài đời á, cái người nào mà chân thật nhất để ông ban tặng ngôi vua cho. Thì ổng kêu tất cả thần dân đó đi lợi nhận hột giống của ông đi về trồng trong bao nhiêu tháng đó. Nếu mà cái tới tháng thi mà ai đem lại cái chậu hoa ai mà đẹp nhất thì ổng sẽ trao ngay vua cho người đó. Thì tất cả về trồng trong 15 ngày hạt nó không lên. Người thì đổi qua lan, qua huệ, qua cúc, qua hồng gì đủ thứ trên, đặng đẹp, đặng đem lợi, đặng được ông trao. Thì có một cái cậu thanh niên này nè, nhận hột giống rồi đi về trồng trong mấy tháng. Khi mà lợi giác cái chậu lợi thì trên chậu ai cũng có bông hoa dãy đầy hết, mà chỉ có cậu thanh niên này là không có hạt gì hết, chỉ có đất và chậu thôi. Cái người ta mới cười, ta nói ô cái thằng nhỏ này nó khùng, mày trồng không có lên cái giống gì hết, mày lại đây mày thi cái gì? Thì nói tôi đâu có biết, vua kêu tôi làm sao thì tôi làm gì thôi. Thì sắp hàng mới cho cái cậu đó đó đứng bét hết. Thì cái ông vua ổng cầm cái cây ổng gõ từ đầu tới đuôi, gõ vô chậu ai thì người đó nhố nháo, chắc vua chọn mình. Nhưng mà đi tới cái cuối cùng của cái cậu thanh niên đó thì ông vua chỉ gõ vô cái chậu của cậu thanh niên này, đây mới là hạt giống của ta này. Rồi cái bắt đầu mới nhốn nháo lên, ủa sao nó trồng không lên gì hết mà bệ hạ lại chọn? Thì ông vua nói, các ngươi lầm rồi, đây mới thiệt là giống của ta nè. Tại vì khi mà ta trao cho quý vị về chồng đó là giống này ta đã luộc rồi. Rồi quý vị về chồng không lên, đổi qua cúc, qua lài, qua huệ, chỉ có cậu thanh niên này không đổi giống của ta. Nên đây mới là thật sự là ta phải trao ngay vua cho cái người thật thà chân chánh này nè. Còn những kẻ không ngay không thật, có mong mà quả Phật dựa kề. Đó, người này đây quả Phật dựa kề, theo hạnh Phật được về cõi Phật. Đó, còn những kẻ mà xàm xí, những kẻ mà thích móc túi người ta, những người mà thích đỡ đồ thì họ có đủ môi mép để nói. Nhưng mà cái cậu thanh niên này nó được Đức Vua chọn, thì quý vị muốn được Phật chọn không? Nếu quý vị muốn được Phật chọn, quý vị hãy tu theo cái hạnh đầu đàn của ông Thích Minh Tuệ này mà ông làm theo cái hạnh Phật. Đó,
Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt với hình. Cùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chứ theo thần tú. Phật kêu mình theo lục tổ, lục tổ huệ năng nha quý vị. Quý vị nhớ nghe, theo lục tổ chứ theo thần tú. Rồi em có gì để hỏi nữa không? Dạ thưa cô, nhà cô cho biết thêm là con có nghe những trong cái đoạn kinh giảng nó nói là đạo gần đất quỷ dương theo khóa, là những cái người chỉ trích cái sư Minh Tuệ này, cái người chánh đạo của người ta vậy là có phải quỷ không? Dạ đúng đó, em nói rất đúng đó. Nếu ai chỉ trích đạo gần đức đất ma dương theo khóa, mới dùng thần không nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, là lần bước phô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà khỏi khổ. Đó, lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, tịnh độ vui đặng có rất nhiều. Đó, nên Đức Phật nói Ngài là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành nay mai. Nếu quý vị tu đúng chánh pháp, mình sẽ là Phật sẽ thành nay mai, chứ không có khác. Nên Đức Phật cũng quyết định cho mình như vậy, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ cũng quyết định cho mình như vậy. Đó, nếu mình bền gan chờ đợi ngày chung cuộc, gắn ký trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quần quơ gom một mối phàm trần, mới dạng kiếp kiến bồng lai. Đó, còn mình mà cái người Phật tử không trung thành, đệ tử không trung thành, con không hiếu dưỡng cha mẹ, thì làm sao mình sẽ đạt được, mình làm sao mà thành được. Nên quý vị hãy trở về nội tâm, nuôi cha dưỡng mẹ. Quý vị gặp người nào nghèo khổ đó, phước nhỏ quý vị đừng bỏ, ác nhỏ quý vị đừng làm. Phước nhỏ lâu ngày sẽ thành một cái núi, mà ác nhỏ lâu ngày cũng thành một cái núi. Quý vị hãy trơn chắc như cái vị hồi nãy mà được ông vua chọn. Ông vua chọn thì Đức Phật cũng sẽ chọn quý vị. Đừng đổi giống nha quý vị. Nếu tu theo đạo nào phải giữ đạo đó để mà tu. Đừng bao giờ đổi giống. Quý vị đổi giống thì coi dò phóng viết lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe khổ mới gầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhập cầu. Nên quý vị thấy một vị Phật sống ra đời, mà đi tới đâu người ta đều đảnh lễ ngài tới đó. Đó, ngài nói thôi bây giờ mấy anh hộ pháp thì đi về đi làm chuyện của mình, mấy anh youtuber thì cũng về đi, rồi quý vị đừng lại con ở ngoài đường như vậy. Ngài nói như vậy thôi, chứ sự hiếu kính của quý vị rồi, người ta đã chấp nhận rồi, không có ai mà làm được như vậy. Dầu một ông thái tử hay một ông vua đi ngoài đường cũng chưa chắc về ai lại như vậy. Tại sao người ta phải lại như vậy thì mình đã hiểu rồi. Còn mấy ông sàm tăng đó, mấy ông nên bỏ đi, bỏ lối chớ chiều đi. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng cháo chát cho người khinh dễ. Đó, đánh ngay thẳng ta không giờ đổi, dầu tan xương nát thịt cũng chẳng màng. Nó có người mà đi theo Xích Minh Tệ, người ta nói người ta bỏ xác nữa, người ta banh da nữa. Có một đệ Dũng ở xứ của tôi nè quý vị, em nói tại vì bây giờ em còn vợ con này kia, cháu này kia mất giữ, chứ nếu mà giờ mà hữu duyên mà gặp thầy Minh Tuệ là ngày em sẽ đi theo ngài để phò ngài đó. Nên xin nhắn nhủ với quý vị ngoài Bắc ngoài Trung đó, quý vị hãy ủng hộ mấy anh áo xanh đó, hãy vô cuộc ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ chúng ta, đừng để cho kẻ xấu lợi dụng ngài mà chi hô đi để quá phá gối trị an của dân chúng. Có những người lên phản bác ông, nói ông điên vậy là phá gối. Thưa thực chất là không phá gối, cả tới công an người ta còn ra dẹp đường thì sao gọi là phá gối. Nếu mà công an bắt mãn, công an đuổi xô là mới gọi là phá gối. Như hai cái ông mà mặc đồ trắng mà bị công an và cộng đồng mạng người ta đuổi lên xe đó, mắc cỡ không, cái đó mới gọi là phá gối đó. Còn cái này người ta ra ngoài người ta chờ người ta dẹp đường sao gọi là phá gối. Quý vị dùng từ phải chính xác. Chứ theo như con đó, bởi vì con gia đình giờ còn lu bu quá, con đi chưa được. Chứ nếu có duyên đó, con theo con phò sư Minh Tuệ, dù cho có thể hy sinh con cũng chấp nhận, là con bảo vệ một cái người chánh pháp như vậy. Quý vị nghe nói cảm động không quý vị? Dầu cho phải chịu ngàn cay đắng, cũng nguyện đạo màu sẽ trắng hơn. Nhưng mà em đừng lo, dầu em không đi phò cũng có người khác đi phò. Nhưng mà quý vị thiếu nữ nè, gán giữ cái nồi cơm của quý vị nghe, để mấy ông chồng mà thấy vậy đó rồi ôm cái nồi ruột nồi cơm của quý vị theo thầy Thích Minh Tuệ hết. Nên quý vị gán giữ chồng quý vị nghe quý vị. Bây giờ tôi thấy quá nhiều đó, mấy bà nói trời ơi bây giờ xây qua xây lại là mất nồi cơm rồi, rồi mất luôn ông chồng nữa đó. Nhưng mà mấy ông làm được thì quý vị ủng hộ mấy ông đi. Tại vì nếu quý vị không chống đối thì cái người tu mà được đó thì sẽ chia hai.
Còn quý vị mà chống đối chồng mình làm chuyện thiện á, thì ông tu ông đắc, bà tu thì bà đắc, bắt tu thì bắt đắc. Ngày xưa Đức Quỳnh giáo chủ biết là ông thần không tu ông thần cũng chết, đừng có nói là con cháu dòng họ của tôi. Mình không bao giờ chạy khỏi lực nhân quả. Quý vị nên nhớ là lực nhân quả chứ không phải là đạo nhân quả nha. Cái đạo này họ tự thành lập thôi, họ tự vẽ bản hiệu để đeo thôi, chứ không có được nhà nước thừa nhận. Mà trên thế giới này cả Đức Phật ngày xưa, Đức Phật Thích Ca hay Đức Quỳnh giáo chủ cũng không có thừa nhận là đạo nhân quả, mà chỉ là thừa nhận lực nhân quả thật là cao diễn. Suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Ngày xưa dòng họ Thích của Đức Phật mà bị người ta tàn sát mà ngài còn không cứu nữa, tại vì quả ai thì người đó chịu đó. Nên không ai đổi lực nhân quả được, không ai sửa lộn lực nhân quả được. Ông thầy tu nào mà vô nói là ông coi tay coi tướng để đổi lực nhân quả cho quý vị là ông, những thằng đó là mấy ông xàm thôi đó. Tại vì Đức Phật Thích Ca ngài nói với A Nan, này A Nan, giải thoát là đạo Thích Ca, cầu xin lại lục là ma dạy người. Cái đó là ma dạy mình chứ không phải là Phật dạy. Phật chỉ dạy là con người mình khi phát tâm tu thì con người ở tại gia phải giữ là năm giới đó, không nói dối, không trộm cắp, không sát sinh vật, không uống rượu, không tà dâm đó. Như vậy là quý vị đã giữ tròn cái lực đạo mà khi mình đã vô đạo. Nên quý vị ơi, tránh đi quý vị. Một thời gian nào đó những cái hạng mà đi kiếm ăn đó họ không có kiếm được nữa thì họ cũng phải ra đời thôi. Nhưng mà cái người đó, đó thì không còn để diện kiến khi mà Sư Thích Minh Tuệ trở về Nam lần thứ sau này. Không có còn để mà có mặt để diện kiến đâu. Khi ông trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính gọi nhàn chân lý, thì ông trở về Nam chừng đó quý vị sẽ biết ổng là ai. Chứ tôi bây giờ tôi là phàm, tôi không có dám nói trước mà không dám biết trước. Nên phiên thầy phiên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dị tầm đạo chánh của khùng, đặng sao xem liệt quốc tranh hùng, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây mới nhạt trỗi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Đó, chừng đó là cái lũ tàn ngang này nó không có còn nữa, cái lũ những người mà đi kiếm ăn thì nó không có còn nữa. Tại vì đạo thì phải trơn chánh, không có bóc xước được. Mà quý vị còn bóc xước là quý vị chẳng trơn chánh. Nếu mình muốn làm giàu ra đời mà ngăn với người ta đi, chứ làm gì mà ở đây mà bị chuyện mà kêu gọi hoài. Với cô cho biết thêm, con có nghe được cái lời nói là nếu những cái người mà phỉ báng Phật pháp đó, nếu phỉ báng những cái người tà thì không đến đổi, mà phỉ báng nhằm cái người chánh đạo như vậy là sau này tiêu ra cho ra bụi, nó có đúng phải rồi không? Lọt địa ngục mà hồn xác lại tiêu, tiêu hồn lại tiêu xác nữa đó. Quý vị biết mình làm người là quý vị phải trải qua bao nhiêu năm không quý vị? 10.600 năm mới đầu thai được làm người. Được làm người là may muôn thở. Tại vì Đức Quỳnh giáo chủ cho biết nè, ông Thánh thì ông nói 2.000 năm mình làm bùn đất, 2.000 năm mình làm cát, 2.000 năm mình làm thảo mộc, tới 2.600 năm mình làm súc vật, 2.000 năm sau mình mới được làm người. Nên Đức Quỳnh giáo chủ cho biết 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, tại lúc đó ta đứng ngoài trời chơi chọi giữa trời dạng kiếp thu. Nên Đức Quỳnh giáo chủ cho biết 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng ghẹ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ quầy về, trên hòa dưới thượng chớ lìa chớ phân, long qua hội ăn cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân, lôi âm dục khởi tiếng đờn, thách sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước phải treo leo chiến khóc, đứng sau lưng hình dốc dải trơn, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tay. Thờ cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm phe phang hoài, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá mày khắp tràn hại dân đó. Nên quý vị hãy trở về nội tâm, nhìn thấu đáo lên đồng bạc của mình, màng đổ mồ hôi xót mắt, hãy bố thí những người nào cho đúng nghĩa, đuôi cùi bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu để dành, hay là há kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi, đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật bà cứu vớt giùm cho. Sau này
Phật Di Lặc xuất thế anh hùng Quan Âm ứng hiện tương phùng bá gia. Khi ông Phật Di Lặc xuất hiện hội Long Hoa thì không còn nói pháp của Đức Thích Ca nữa, mà ngài nói pháp của ngài. Đó, thành thử ra mỗi một vị Phật lâm phàm đều có sứ mạng hết. Còn những cái ông mà tà đạo á, thì họ chưa có sứ mạng đâu. Cái mạng của họ họ giữ còn xong, họ không làm gì mà có sứ mạng. Nên phải lựa cho phải cột, phải kèo, phải dây, phải dế mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, đó, chọn nơi chân chánh mới khỏi lâm khổ hình. Bây giờ khi thầy Thích Minh Tuệ thì mấy ông ra đi như người ta đi. Mấy ông đi được vài ngày đi thì quần chúng ở đây người ta sẽ lại ông. Còn này mấy ông đi không được, mấy ông ngồi đó mấy ông phỉ báng hoài. Rồi cho ma dương nó theo nó phá. Mà phá ngài đâu có được đâu. Ngài là chánh đẳng chánh giác rồi làm sao mà phá được. Nếu phá được thì ở trên đời này cải lực nhân quả sao? Tà mà lại thắng chánh à? Ông Thánh ông quả biết là tà không bao giờ thắng chánh. Đó, thành thử ra mình phải trở về nội tâm. Muốn đắc quả thì phải tu cách nào, đắc đạo ta phải hành theo cách ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng. Xin quý vị hãy nghiệm xét hai đường tà chánh ha. Nam mô A Di Đà Phật. Kính kính chào quý vị.